review bộ sample đỉnh nhất Việt Nam giá 12 triệu, nhưng mà khi mọi người mua bên nhà cậu Thừa Gan thì giá combo của 4 cầu thủ này giá chỉ có 5 triệu thôi. Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người bộ Stramble đầy đủ nhất và đỉnh nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Thì khi mọi người mua trọn bộ dữ liệu này thì giá của nó có thể lên đến là hơn 12 triệu. Nhưng mà khi mọi người liên hệ với nhà cậu Thừa Gan để có thể cài combo nó lại, để chúng ta có thể sử dụng một lúc mà có thể khai thác được 4 cao thủ của đầu tiên là của anh Kemo Nguyễn nè, bộ V10, V11 và của anh BSM, rồi của anh Trọng Nguyễn, và đặc biệt là cũng có luôn cái bộ dữ liệu của anh Lê Nhâm luôn. 4 cầu thủ được nằm trong một bộ như thế này đó. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe và trải nghiệm thử xem là trong cái bộ dữ liệu 5 triệu này là mình sẽ có được những style và có những voi tiếng gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho. Chỉ khi nào mà mình sử dụng được những style gốc thì nó mới đạt được chất lượng 100% nha mọi người. Giờ mình sẽ cho mọi người xem cái chọn cái bộ style này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái mục đó là của anh BSM V5. Thì trong đây chúng ta sẽ có được tất cả những style nằm trong bộ V5 và các bộ V cũ luôn. À, đây. Đây là tổng hợp những style intro nha mọi người. Bây giờ mình thử nghe một cái style intro trong cái bộ của anh BSM nha. Rất là nhiều luôn, bây giờ mình không biết mở điều nào hết. Nên là mình sẽ thử nghe đây, intro liều thuốc cho trái tim. Intro y chang đĩa luôn nha mọi người. Rất là hay luôn. Ngoài ra mình sẽ có thêm những cái điệu, mọi người nghe thử điệu DJ của bên team của anh em Best Em nha. Đây, để mình mở cho mọi người nghe thử. Rồi, mình nghe thử một cái điệu Vina House nha. Đó là những cái điệu của bên team BSM. Đó, rất là nhiều luôn nha mọi người. Điệu Sampler mình có thể nói là hơn 1000 điệu Sampler luôn. Rồi, tiếp tục bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử các style của anh Kevin Nguyễn nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử một cái điệu của anh Kevin Nguyễn nè.
Mình sẽ nghe thử một cái điệu V9 nha. Ở đây nó có một cái điệu disco nè, mọi người nghe thử nè. Rất là đầy đủ luôn. Mọi người nghe thử những cái điệu cha cha của anh mới làm nè. Đây là một cái cha cha Thái nghe rất là sung luôn. Và đặc biệt là rumba cũng rất là hay nha mọi người. Bây giờ mình thử một cái điệu rumba của trong cái bộ Summoner của anh Kabener, mọi người nghe thử nè. Rồi, tiếp tục bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử, mọi người cùng nhìn thử sơ qua cái bộ dữ liệu của anh Gabener. Rất là nhiều style hay luôn nha mọi người. Đó, những cái điệu cơ bản không, ở trong cái bộ V6 và V7 là đã là 90 mấy style rồi. Đó, bộ V9 nữa, và bộ V10, V11, và đặc biệt ảnh cũng có hỗ trợ cho mình thêm một số cái style cơ bản nè. Chúng ta có thể đánh những cái bản nhạc mà rất là xưa luôn, style nó rất phù hợp luôn. Rồi tiếp tục, mọi người nghe thử những cái style của anh Trọng Nguyễn ha. Đặc biệt là trong cái bộ dữ liệu của anh Trọng Nguyễn á, nó có style cơ bản nè, có style intro nè. Và những cái điệu intro anh làm cũng rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở một cái style intro trong cái bộ Summoner của anh Trọng Nguyễn để mọi người có thể nghe thử nha. Đây là cái intro của Đường Tình Đôi Ngã nè. Bài luôn, mình có thể tha hồ chơi luôn. Nhìn rất rất là nhiều bài luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu DJ của anh KBN đi. Ồ, anh Trọng Nguyễn đi. Đây, những cái điệu DJ mọi người cùng nghe thử nha. Đó, DJ nó nằm trong cái bộ V9 nè. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thêm một cái phần style của anh Lê Nhâm nữa. Đó. Đây là những style của anh Lê Nhâm, mình có thể chơi những cái bản nhạc
Pháp rất là hay luôn, rất là sung luôn. Ra thì có rất là nhiều điệu luôn nha mọi người. Đây. Đó, như mọi người thấy style rất là nhiều ha. Rồi. Đó là về những cái phần style thì mọi người cùng nhìn sơ qua cái bộ băng tiếng. Thì ở đây mình sẽ có một cái bộ băng gốc của bộ V5 của BSM nè, dưng ca rất là đầy đủ luôn, và tổng cộng có thêm những cái băng ở ngoài nữa, thì tổng cộng là hơn 40 băng tiếng nha mọi người. Bây giờ mọi người nghe thử, nhìn thử nha. Đó. Đầy đủ tiếng dân tộc cho mọi người luôn. Nói chung là ở cái về cái phần dân ca, những cái voi tiếng dân ca thì bên BSM làm rất là ok luôn, cho nên là mọi người khỏi cần phải suy nghĩ. Đó, tre tiếng tranh. Ví dụ tiếng bầu là rất là hay luôn mà. Đầy đủ những cái tiếng luôn. Guitar nè mọi người. Đó. Rồi, băng tiếng nên mình quay chi tiết cho mọi người xem thử cái bộ băng tiếng nha. Đây. Thường là những cái voi trong cái bộ này thì những cái voi pop nè, những cái voi voi dương ca thì mình sẽ sử dụng cái bộ gốc của BSM. Còn lại những cái voi DJ thì mình cũng có thêm, ví dụ guitar lead thì cũng có thêm của Gabo Nguyễn nữa. Cho nên là hỗ trợ qua cho nhau nó rất là đầy đủ luôn. Nói chung là khi mọi người quyết định mua cái bộ này để cài về thì không cần phải suy nghĩ gì hết, nó sẽ đầy đủ, rất là đầy đủ luôn. Bốn phong cách để mình có thể thay đổi, mình chơi và mình trải nghiệm những style này. Đôi lúc là trường hợp là đó thì mình cũng vừa quay cho mọi người xem chi tiết rồi. Thì ngày trước thì khi mà mình sử dụng một bộ, ví dụ như mình thích của anh Cây Bông Nguyễn quá, mình sử dụng bộ đó nhưng mà lại thích một vài style của anh BSM, thì thành ra là mình phải xóa bộ cũ để mình cài cái bộ đó. Nhưng mà bây giờ thì mấy anh em đã hợp tác lại với nhau để cho ra một bộ bao gồm là bốn cao thủ, nó rất là đầy đủ luôn. Cho nên là khi mình cài cái bộ này mình sẽ được tiết kiệm được một chi phí rất là nhiều. Thay vì nếu như mọi người cài một bộ riêng lẻ đi, mọi người cài bốn bộ thì chi phí nó có thể lên đến là khoảng 12 triệu cho bốn bộ này. Đó, nhưng mà bây giờ chỉ với 5 triệu thôi, mình sẽ cài được hết bốn cao thủ này để mình sử dụng được cái chất lượng 100% luôn. Còn những cái bộ trên mạng thì mọi người download về á, đôi khi á là nó có những style giống nhưng mà nó không có được đọc thông qua những cái bộ room chính chủ, cho nên là chất lượng của nó chỉ có khoảng là từ 10 cho đến 20% so với 100% thôi, cho nên là chất lượng nó rất là kém. Đó thì trong những cái dữ liệu này mọi người sẽ trải nghiệm được chất lượng 100% luôn. Đó, nếu như mọi người cảm thấy video này hay và mọi người muốn cài đặt bộ dữ liệu này thì cứ liên hệ với nhà cụ Thiệu Gan, thì bên team Thiệu Gan thì cũng được quyền phân phối cái bộ dữ liệu này. Đó, được phép, cho nên là mọi người cứ inbox qua bên nhà cụ Thiệu Gan để được tư vấn kỹ hơn nha. Và mọi người muốn nghe thêm style hoặc là voi tiếng gì thì cứ inbox bên nhà cụ Thiệu Gan, bên mình sẽ cho mọi người nghe chi tiết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha.